để xem là chụp cái hình thumbnail như thế nào. Ở trên mạng á, có rất là nhiều người chụp kiểu như này này, để trái nó chấm như này đúng không, sau rồi mặt phải nhìn 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 kiểu tương tác với máy quay á, cười giơ này ra. Ok ra chưa? Đó. Nhìn tận thể hết cả khuôn mặt rồi nước chấm rồi là đồ ăn. Cười lại. Mặt kinh hoàng. Giống như là nhìn thấy đồ ăn nhiều quá. Cười hạnh phúc. Cười gượng gạo. Rồi, ok. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mukbang của chúng ta sẽ là vẹm đen hấp sả và chấm với mắm gừng. Đây là muối ớt tiêu xanh. Và mình có sắp một dĩa xoài, xoài Mexico mọi người, để mình chấm mình ăn kèm. Ở bên này là dĩa rau. Chà, hôm nay chúng ta sẽ uống Sprite. Mời mọi người cùng ăn với mình nha. Hôm nay chồng mình không có tham gia vào video tại vì ảnh đang đi học. Và cái món vẹt này ảnh cũng không có gọi là fan của nó. Cho nên là nhân cái dịp ảnh đi học á, thì mình mua cái này về mình làm, mình ăn. Mình thì rất là thích ăn vẹt đen này, ngon lắm mọi người. Mời mọi người hấp nước nè. Wow. Mình chuẩn bị một cái tô để mà mình cho vỏ vào. Rồi, không nói dài dòng nữa, chúng ta sẽ thưởng thức thôi. Đây, bên trong nó này mọi người. Dành cho những bạn mà chưa biết con vẹm đen là như nào. Đây là cái loại nhỏ thôi. Còn có một loại rất là to, siêu to khổng lồ nữa. Loại mà loại bự á. Thì ngoài chợ thì người ta chỉ bán cái loại này thôi mọi người. Giờ mình sẽ chấm với mắm gừng. Mời mọi người nha. Nó tươi rõ rõ luôn. Cái này mình mua ngoài chợ Mỹ á. Xoài thì mình chấm với lại muối ớt tiêu xanh nha mọi người. Ngon xuất sắc. Từng này á là 2 kg. À, mình mua với giá là 1 kg á, ở quên một pound á, 1 pound là gần 5 lượng á, là 6 đồng. Tính ra tiếng Việt á là khoảng tầm 140.000 tiền Việt Nam, tầm cỡ đó. Thì 1 kg thì khoảng 5 pound. Nhanh lên. Ngon quá, xuất sắc. Con này á, chấm với mắm gừng hợp bài nhất luôn. Giờ thì mình sẽ thử chấm muối ớt tiêu xanh nè. Cũng ngon, nhưng mà mình thấy mắm gừng ngon hơn á mọi người. Nãy á, mình đi vào trong chợ mua con này. Cái người bán á là bà Mỹ Trắng, tại vì mình đi chợ Mỹ mà. Nói bà tại vì là cổ cũng lớn tuổi rồi, tầm 60 tuổi á. Thấy mình mua, cái hỏi mình là về làm cái gì. Mà nói là hấp sả hay mà chấm mắm gừng kiểu Việt Nam.
Xong mà bà cười bà nói là tuần này thì mua cho cả nhà ăn hả? Mình nói không, có một mình con ăn thôi. Bà không tin mọi người. Bà không tin luôn. Bà tưởng là mua cho 4-5 người ăn á. Bà hỏi sao mà ăn hết được? Are you sure? Bà hỏi vậy, are you sure? Mình nói là yeah, ăn hết mà. Mình con ăn hết luôn á. Tại vì món này là món tủ của con mà. Bà cứ đứng cười, bà lắc đầu mọi người. Rồi tại thường ngoài Mỹ á, mấy con hải sản này người ta cũng không có ăn nhiều một lần như vậy đâu. Người ta mua về, mọi người biết làm gì không? Không luộc như này đâu. Mà người ta luộc ra xong rồi lấy cái con, cái mình trong này nè, cái thịt á, để người ta nấu súp. Súp người ta nấu rất là béo luôn á mọi người. Người ta nấu với kem nè, rồi với đậu nè. Nói chung là kiểu Mỹ. Mình thì mình không thích ăn kiểu đó. Chồng mình thì thích. Nhưng mà lâu lâu ảnh mới ăn thôi. Tại vì ăn kiểu đó nó béo á mọi người. Rồi nãy bà nhìn mình với một con mắt nghi ngờ. Chắc bà nghĩ là con bé này người thì nhỏ mà sao ăn hết được từng này ha. Có một loại con vẹp xanh nữa. Mình thì chưa bao giờ ăn con vẹp xanh đó luôn á. Tại ra ngoài chợ á, thấy người ta toàn bán con vẹp đen này không à. Hơi ngày đi bắt mình dễ. Mình chỉ cần biết chỗ bắt là có giấy phép rồi là mình ra mình bắt thôi mà. Nó bám ở trên cái đá mọi người. Mình chỉ việc cậy ra thôi, đem theo dụng cụ ra ngoài biển á, cậy nó ra. Mà nay vào mùa lạnh này á, tụi mình cũng lười đi lắm. Tại vì nó lạnh lắm á mọi người. Trong nhà là mình đang mở hít một lò sưởi. Chứ bình thường á là đi bây giờ ngoài trời lạnh lắm á. Nếu mà không mở lò sưởi là phải mặc áo ấm. À, chồng mình về rồi. Mình mang xong. Rồi xong. Duyệt. Ông nói là ông ăn rồi. Đi học xong về đó ăn đạt qua rồi đó. Try one. Ừ. Ông về rồi đó. Ngon, ngon dạ mà. Ông về rồi đây. Được. Ừ. Why so good, babe? Ừ. You might don't like it. Why? I don't know. Say hi. Xin chào mọi người. Mời mọi người. Mời mọi người thử ăn cả. It's good. It's good. 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 Ngon quá. Make a thumbnail. Make a thumbnail again. Bây giờ làm lại cái tấm thumbnail rồi giờ ông mới vào. Hai ba. Hồi trước á, mình mua về mình luộc như này nè, ổng đâu thích ăn đâu. Mà nay tự nhiên ổng thích ăn nè. Ổng này cũng trái gió chỗ trời lắm mọi người. Lúc thích lúc không.
really good. Yeah, they're fresh. Oh. Ổng nói tại vì là nó tươi nên ổng thích. Có đợt mua không được tươi á. Mua dùng lại nó dở hơn. Đúng rồi á. Xoài xanh. Ngon dạ mang. Cái này gọi là ngon tàn bạo vô nhân đạo. I'm jealous. Yeah, that's what. That you got to eat this without me. Ông nói là ông ghen tị tại vì là mình ăn cái này một mình, không đợi ông về ăn. Tại vì á. She always makes the best food when I'm not around. It's not fair. Tại vì ông đi học nữa, ông ăn rồi. Mình có hỏi trước rồi chứ. Mà món này ngày trước ổng đâu thích ăn không? What happened? A lot. It's your food. It's your food. But it's a lot. I had a burger. Ổng ăn burger rồi á? I had a burger. Hamburger, huh? Mm. How was that? Oh, it's not the best burger I've ever had. It was good though. Greasy. Heavy. Different. American food. I slept 2 hours. Well, yeah. Just waking up, huh? Nãy mình đi làm về xong mệt mọi người. Cái mình ngủ. Mệt buồn ngủ á. Mình ngủ 2 tiếng đồng hồ. Sau rồi dậy đói á, mới làm món này. Đi làm về xong đi chợ. Đi chợ ra mua con này nè. Tính là làm liền ăn, mua liền về làm liền luôn. Nhưng mà mệt quá. Xong ngủ. Ngủ 2 tiếng đồng hồ luôn mới dậy. Không phải tự dậy đâu mà có người nhắn tin mọi người. Mọi người biết ai nhắn tin không? Mấy bạn xem YouTube á. Điện thoại mình á để chế độ rung. Nên là đang ngủ mà tin nhắn nó đến á là biết liền, dậy liền luôn. Mình để chế độ im lặng không được tại vì là nhiều khi có những người mà có cái tin nhắn quan trọng á cần mình á, vậy là anh em bạn bè rồi gia đình rồi á, nên là mình phải để chế độ rung, không có để chế độ im lặng được. Có hôm á bên này á là 1-2 giờ sáng rồi, thì lúc đó bên Việt Nam là lúc đó khoảng 5-6 giờ chiều đó. Cái mình đang ngủ. Có bạn nhắn tin. Tỉnh dậy luôn. Nhưng mà lúc nãy mình nếu cái bạn kia mà không nhắn cho mình chắc có lẽ mình vẫn ngủ tiếp. Ngủ đến khi nào chồng mình về luôn quá. Ngon quá. Còn rất là nhiều luôn. I've been here for
probably, what, 3 minutes, 4 minutes, and I've already eaten more than I. No. Go ahead, babe. No. I'm done. Smash it. Còn quá nhiều luôn. Hôm nay anh hay nhường mình lắm mọi người. Không nhường mình hoài à. Anh nói ăn đi. Anh nên không lại mang tiếng vợ tham ăn không cho chồng ăn á. Vợ tham ăn mà không cho chồng ăn mà người chồng mập hơn vợ. Mọi người, nhiều người cũng hay thiệt. Mm-hmm. What she said. She said that you should eat because if you not eat, people are gonna think like I don't allow you to eat and then. I had a big burger and fries before my class. Fries are just greasy, oily. Mm-hmm. I really don't need to eat more. But I can eat a little bit. Vợ chồng ở với nhau mọi người, cái miếng ăn đó nó không có nói lên được cái điều gì hết. Nó thiệt luôn, vợ chồng ở với nhau hiểu tính nhau hết rồi. Đến giờ ăn ai ăn cứ ăn thôi. Giờ nhìn qua nhìn lại đến ngày mai chưa xong nữa. Rồi cái video này nè, mình mấy tiếng đồng hồ luôn á. Và bây giờ mình gần no đó, bắt đầu mình chuẩn bị là stop rồi đó. Còn chồng mình như anh nói là lúc nãy anh ăn hamburger á, giờ anh vô anh chung vui với lại thấy cái này ngon là anh ăn thêm thôi. Chứ người cần ăn hiện tại bây giờ là mình, giống vậy là anh biết đây là bữa ăn tối của mình á. Nhiều khi làm video ăn uống mình làm để chia sẻ bình thường hàng ngày cuộc sống thôi, mình không muốn đi sâu vào phải giải thích anh mới ăn hamburger rồi này kia mọi người ơi này kia. Nhiều cái video mình không có cần nói, mà mình vào video là mình ăn thôi, mình enjoy thôi. Rồi chồng mình thì cái tính của anh hay nhường, anh cứ nhìn. Người ta đã ghét mình mà thì người ta cái gì người ta cũng nói được. Dù mình, nhiều khi mình hoàn hảo á, người ta cũng ghét. Và với lý do là mày quá hoàn hảo cho nên tao ghét vậy thôi. Đó, cuộc đời và cuộc sống mà. Và làm người á, là phải có người ghét. Nếu mà không có người ghét á, thì không phải là người. Mình nói thiệt, 100 người mà có 3 người thương thôi là mình cảm thấy là cuộc sống mình cũng đáng sống rồi. Phải có người thương người ghét mọi người. It's really good. Yeah, it is really good, babe. That it. I'm thinking it. Mm-hmm. We might need to buy more of these. Mm-hmm. For something special. Mm-hmm. You see what it's like. I don't know what it looks like. Sure. That doesn't look good. I know what it looks like. Lại nghĩ bậy bạ. Why do you think they call it the clam? Huh? I don't know. It looks just like one. It's good. I'm surprised, really. Town and Country is good, but they're not really a seafood market. Mm-hmm. Cái chợ này á, là nổi tiếng về trái cây organic, trái cây mắc tiền á. Chứ còn seafood thì nó không có nổi tiếng. Nhưng mà ngày hôm nay tự nhiên mình vào một trái cây, cái mình thấy người ta bán quá trời seafood, clam này, rồi người ta bán cả con hàu này, hàu sống á, rồi cá hồi này, rất là nhiều luôn mà nó rất là tươi á mọi người. Cái mình quyết định là mua vẹp đen về, tại vì hình như là chưa có video nào mình ăn vẹn hay sao á, nên là mình mua về và lâu rồi mình cũng cũng ăn á, nên là mình thèm. Stan hả? Ý đó. Quá trời nhiều luôn, mình xin dừng lại tại đây luôn, ý là mình không ăn được nữa. You done? Yeah, I'm done. Mình thì không biết trong mình như thế nào, nhưng mà mình vẫn khuyến khích ăn thêm một ít có chất seafood. Đó, ăn đi anh. Mình là mình ăn xoài thôi, cái dĩa xoài này là mình sẽ tấn công hết luôn trong đêm nay. Tại vì để ngày mai nữa là không ngon, mình cắt ra sẵn này đó. Để mai bỏ trong tủ lạnh thì cũng được, nhưng mà cái gì mà mình đã làm trong ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt nó không ngon được nữa đâu. Xoài ngon ha. Good, mình cơ ha. It's good.
Bữa nào làm xoài lắc cho ông ăn. I wanted to try one of the ones at Town and Country. See how big they were? It's very big. Like the kind in Vietnam where they call them five fist mangoes. Five hand mangoes. Oh yeah. Yeah. Big. Tụi mình đang nói về cái chuyện xoài. Bữa ở Việt Nam tụi mình đi mua xoài. Gọi là xoài Úc, xoài lửa gì đó mà ở ngoài nó cũng màu vòng quên màu đỏ đỏ như thế này này. Mà mua ở Cần Thơ. Chợ nổi cái răng. Nó to bằng hai cái bàn tay của mình gộp lại mà nó to kinh khủng mà hai vợ chồng mình ăn mà. Ăn hai ngày vẫn chưa hết luôn mọi người. Và nó cũng rẻ chứ không mắc. Cần Thơ hả? Ừ, Cần Thơ. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi video ngày hôm nay. Mình ăn vẹm đen hấp xả. Hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai nha. Nếu mà thấy thích cho mình like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ hai vợ chồng mình nhiều hơn nữa. Cặp vợ chồng nghèo trên đất Mỹ. Bye bye mọi người. Xin chào. Xin chào. Chúc mọi người có một ngày mới tốt lành. We didn't get to do the hôm nay. Hôm nay vợ ăn nấu vẹm đen. Vẹm đen. Oh. See you guys next time. See ya.